đây nè. Như đầu tiên ấy. Bởi vì cái này anh cũng cần bán kính mà, và cả cái chuối to này anh chẻ ra là anh bào cũng được. Cái tay cầm kiểu không cần thiết được đúng không? Tay cầm không cần thiết, không thể tháo ra. Quên mình không lấy cái mùng to đây, chắc là cũng được. Cái dọc mùng á, cái cây dọc mùng á, hái được đúng không? Bởi cái đấy nó cứng mà. Nó mỏng mềm, nó mềm. Thank you.